Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gái Bản của mình. Chúng ta lại trở lại với điểm trường mầm non Bản Hà Háng Đay các bạn ạ. Hôm nay thì sau những cái ngày rằm, anh em thợ cũng nghỉ và mình cũng nghỉ về quê để ăn rằm thì lên đến đây thì nhìn thấy tường của trường học Bản Háng Đay đây các bạn ơi. Đấy, tường lên rất là cao rồi các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Hôm nay thì anh em thợ mới quay trở lại đây để cùng với kênh bắt đầu là tiếp tục cái công việc xây trường các bạn nhé. Đây là cái phần tường phòng bên ngoài nhất, đây là phòng ăn hay là phòng gì, nó gọi là phòng gì trong cái bản vẽ mình không nhớ nữa. Chào các bác nhá. Ui, rộng thật đấy các bạn ạ. Đây đầu tiên là đây là một cái này phát sinh là không biết là có để được không nhỉ. Nếu mà để là cũng dở các bạn ạ, trong bản vẽ nó không có cái phần cái cửa sổ này. Muốn để cửa sổ này thì nó lại có một cái trụ ở đây cơ. Nhưng mà để như này thì lệch quá. Để nó phải để sát cái trụ này thì nó mới hợp lý này. Nếu không để thì cảm giác như kiểu cái phòng này nó hơi bí ấy. Đây có cái phòng, có cái cửa phòng thông ra kia nhá. Thông kia là vào phòng học sinh. Đây chúng ta vào phòng giữa này xem nào. Đây là phòng học đây. Phòng học này rất là rộng luôn các bạn. 50 m², rộng thênh thang luôn. Bây giờ là bắt đầu là xây lên bằng đầu dầm rồi đấy. Cửa sổ ở ngoài này hết các bạn ạ. Đây, nhìn ra đây. Đằng sau này không có cửa sổ đâu. Trước này thì mở cửa chính và mở hai cửa sổ gần nhau này luôn. Thì người ta cũng tính hết rồi. Thì bằng mở lấy cái ánh sáng ở mặt trước này thôi, còn mặt sau này không có. Đây, tiếp tục ra bên này. Ấy à? Thôi nhé. Ăn rằm béo lên thế nào không? Hả? Béo lên chứ. Béo à? Ừ. Phải béo lên. Xin chào. Hôm nay có ba thợ nữa à? Chưa dậy được á? Thợ đấy. Thông mùng 2 tháng 9 mới lên cơ. Ừ. Thông mùng 2 tháng 9 cơ. Đóng cái dâu, khoan cái dâu rồi nhá anh nhá. Đây phía bên này là ô thoáng của nhà vệ sinh nha các bạn ạ. Nhà vệ sinh này được thiết kế rất là rộng. Rộng lắm để cho các cháu thoải mái mà đi vệ sinh, rồi là kể cả có tắm rửa gì trong này thì cái không gian ở trong này nó cũng rộng lắm các bạn. Rộng thênh thang luôn ấy. Cái này bằng một cái phòng ngủ của nhà ông Viên đúng không? Hôm xưa mà con xe thì xây xong rồi. Vâng. Đây là giằng tường, đây vào giằng tường đây đúng không? Bắt đầu đây là giằng tường đúng không? Giằng tường đấy. Vừa đấy anh phải đây. Giằng tường cũng như là giằng cửa luôn. Này dùng giằng tường là thép 10 đai C các bạn nhé. Đấy, tất cả hệ thống thì giằng một lượt. Xong bắt đầu xây tiếp lên tận 3m6 đỉnh cột này. Bắt đầu lại xây thu hồi lên cao 1m6 nữa. Công nhận là xây cũng cái phần xây gạch và vanh xây nhanh thật đấy nhỉ. Anh nghỉ từ hôm 13. Nghỉ hôm 12. Nghỉ từ chiều 12 rồi cơ. Thế thì xây có 2 buổi nhỉ. 3 buổi. Gọi cho anh thì toán thuê bao. Anh làm sao gọi được nữa, tầm đấy là rượu căng đét rồi, xem gái mặc váy đá bóng rồi. Không được đắt được
rằng xong rồi. Thế là anh em thợ về có ấy không? Có mổ lợn mổ gì không? Đầu tư lá cờ ăn mùng 2 9 ở đây rồi. À. À đấy đấy, là chuẩn bị mùng 2 tháng 9 có lá cờ đỏ sao vàng cái rồi. Các bác thợ lên đây lại để... chắc đợt này là khoảng 500 chủ thầu này này, trúng thầu này đúng nhá, phải mời A Tú về đây ăn thịt bò mới đúng. Chủ công trình nhưng mà có tiền đâu phải A Tú đâu. Mình là chủ thầu, anh là chủ thầu, thì nữa em là người mất tiền đấy lại còn. Mai sau làm tiếp to, làm mua sẵn con già gà để kia rồi, cứ mỗi hôm rửa chân nó một tí. À thế à? Ờ thì mấy chị em chưa lên à? Chiều. À lại còn gặt nữa chứ gì? Đấy thì mà lấy thưởng lấy thế nào được? Gặt là dăm thì là mùng 2 tháng 9 rồi. Rồi ôi, thế này thì. Lại mùng 2 lại còn ăn sang mùng 3 nữa chứ rồi nhỉ. À bây giờ lại kiếm thêm phụ xây trong bản luôn à. Sáng nay chưa chở đường hả anh ấy? Chở đi, sáng nay chở đi. Bà con chở đường chưa? Có chở. Có chở gì à? Nhưng mà có vài người thôi. Không, chở nhanh nhanh để mà làm cho nó xong đi, để rút máy về đấy việc. Máy với xe. Cái cắt xây còn thiếu nhiều anh nhỉ? Cắt xây cường đủ, thoải mái. Hả? Cường đủ. Còn nền cái gì? Thế bây giờ có khi là đẩy cắt chát vào nhỉ? Cắt chát là bao nhiêu khối nhỉ? 12 khối. 12 khối cắt chát à? Gạch đủ rồi gì? Gạch. Ôi ôi, gạch đủ rồi gì? Thế thì còn phần cắt nền này chắc khoảng mấy khối anh? Tầm mấy khối? 9 khối á? 9 khối. Nhiều chưa nâng lên thì mình lát được chứ. 9 khối đúng không? 9 khối. 9 khối cát, à 12 khối cát chát này. 9 khối cát xây này. Còn cái gì nữa này? Ghép theo gạch hoa này chứ anh. Anh đo xong là để ghép cái chuyến ấy, ghép cái chuyến cát ấy. Ừ, ghép rồi chứ. Càng lên càng thôi. À, nhìn từ bên ngoài mặt vào thì nhìn các bạn nhìn cái cảm giác cái cửa sổ với cửa chính thì nhìn nó rất là cao, nhưng là không phải đâu nhá các bạn nhá, nó còn một cái phần ô thoáng của cái cửa ấy, là nó kết hợp luôn vào cái ô thoáng, nó kết hợp luôn vào cái khung cửa ấy, chứ không phải làm như mình bình thường hay làm là để ô thoáng cách lên khoảng 20 phân xong làm lỗ đây. Thì ở đây thiết kế người ta làm là thiết kế luôn vào như nhà ở bình thường mình ấy, là ô thoáng nằm trên cái, nằm trong cái khung cửa và nằm trên cái cửa, kể cả cái cửa sổ cái nữa. Đấy, nên là cái cánh cửa nó không phải là dài cao ngút thế đâu, mà nó tầm khoảng, nó cũng khoảng 1m2 thôi. Đó. Bây giờ là đến cái giằng tường. Đây chúng ta sẽ đi một vòng từ trong ra ngoài nhé. Đầu tiên đây là bước lên là tam cấp này. Một bậc, hai bậc, ba bậc, cái này chưa hoàn thiện thì nó hơi cao thôi. Nó khoảng 15 phân thôi các bạn ạ, nó thấp. Thì nó thấp thấp thế thì trẻ nhỏ đi nó mới về ấy. Mới không vấp ấy, không bị cao chân quá ấy. Đấy, hai bên này sẽ trồng hoa. Trồng hoa thì ở cái bồn này rồi. Đấy, còn đây là hè. Sân thì các cháu... Đây, vẫn còn một cái khoảng sân để vật liệu ở đây. Nếu mai sau các cô giáo mà xin được thêm kinh phí ở các đoàn từ thiện khác hoặc là thôn bản
hay là chương trình của xã huyện gì đó thì giúp các cháu cái sân thì nó cũng không cần rộng, nó khoảng độ 2 mét thôi, chạy dài ra đằng kia thì đổ bê tông ra ngoài kia thì đẹp lắm. Nhưng hiện tại giờ sân thì rất bị, nó cũng không phải là không có sân, nó vẫn có khoảng 4 mét các bạn nhé, chiều rộng 4 mét, chứ còn hai bên này nó bị vót, còn ở giữa nó vẫn có một cái khoảng sân để các cháu vẫn có thể là 30 đứa thì tập thể dục các thứ ở đây vẫn được, chứ không phải nó tịt hết cả cái sân đâu. Tập thể dục hoặc là các cái khuôn viên chơi như kiểu những cái giá này vẫn để được mà. Trường mầm non thì thường thường nó cũng sân của các cháu chơi nó cũng không cần thiết nó quá rộng, nhưng mà nó cũng phải có một cái khoảng sân để các cháu chơi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi từng một vòng nữa nào. Đầu tiên, đây là phòng nghỉ của giáo viên. Giáo viên thường thường ở xa thì người ta gọi đây là phòng công vụ ấy. Hoặc là các công tác, các đoàn công tác đến thì có thể là nghỉ ngơi tại đây, hoặc cô giáo, nhất là cô giáo nghỉ tại đây. Đó. Cái này thì chưa có nhà bếp các bạn ạ. Cho các bạn đi ra đây xem cái nhà bếp của cô giáo. Cái này kinh phí mình làm nó chỉ có được nhà trường nữa nhé các bạn nhé. Nhà bếp nó loại kinh phí nó lại cao hơn nữa. Phía bên này thì vẫn còn dư đất để cô giáo mai sau vẫn làm nhà bếp được. Còn hiện tại thì bây giờ đang dùng cái nhà bếp tạm này. Nhà bếp tạm này. Đấy, có cái này chắc là ngày xưa là các cô cũng tự xây dựng lên, hoặc là phụ huynh đến làm cho cô giáo một cái mái bằng tấm lợp và xung quanh là rào ván, kiểu ván cũng kiểu dân góp thôi. Còn bên này là nhà vệ sinh thì mai sau chắc chắn là cái nhà vệ sinh này sẽ bỏ đi, dùng cái trong nhà này thôi, cái này sẽ bỏ này, có thể dỡ vật liệu ra để làm cái gì khác, hoặc là để ở đây cũng chả sao cả. Để làm mai sau làm cái sân bếp nó rộng ra ngoài kia chẳng hạn thế. Đấy, nói tiếp đến cái hệ thống trong nhà đây. Hết khoảng phòng ngủ của cô giáo này cũng khá là rộng. Tầm khoảng trong bản vẽ mình kỹ thôi. Mình ở đây mình đoán khoảng 15 20 gần 20 mét vuông đấy, 15 17 mét gì đấy. Đấy, nhà vệ sinh thì lúc nãy ở trên kia các bạn nhìn nó cao không thấy rõ, đây mình vào đây cho các bạn xem, rất là rộng thoải mái. Đây nó có một cái bồn cầu, thiết kế bồn cầu, còn bên này nó có hai cái bồn vệ sinh nam ấy, mà các cháu nó thấp này thôi. Đấy, rộng lắm. Đây sải tay của mình chưa hết nhà vệ sinh này. 2m1 à? 2m1, thường mình làm chỉ có nhà ở nhà dân ấy thì khoảng 1m2 đến 1m4 rộng lắm rồi. Này 2m1 bằng cái phòng ngủ nhà ông viên ấy. Đấy, còn tiếp tục ra đây thì phòng ngủ hôm nãy các bạn cũng biết rồi, đây. À đây là phòng học chứ. Phòng học mai sau sẽ hoàn thiện xong tường thì sơn một màu thôi. Chưa để ý bản vẽ người ta bắt sơn cái màu gì, nhưng mà hay là có sơn không nhỉ? Chắc chắn là phải có sơn chứ, tại vì cái này cái trường học mà, nó không phải nhà ở bình thường. Mình thì ít sơn lắm, kiểu dân người ta may sau người ta sơn nào sơn, mình ít sơn lắm. Còn trường học thì chắc chắn phải sơn để cho cái không gian của các cháu học nó, thứ nhất là nó sạch sẽ, thứ hai là màu sắc nó sinh động hơn. Ví dụ mà ví dụ mà sơn xong thì có Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ được những cái họa tiết vẽ nhỉ, vẽ trên tường. Không biết là có được phép như thế không, nhưng mình nghĩ là thường thường ở trường mầm non người ta hay có cái vẽ trang trí các cái hoa lá cành, rồi là hươu nai, rồi là các cái gì nữa. Cái cảnh mà các cháu đến trường kiểu đấy, ở những cái tường này rất là đẹp. Rồi tiếp tục. Phòng học không yên tâm, rộng thoải mái luôn. Đấy. Bên này là phòng ăn. Lúc nãy mình nói nhầm, từ ngoài kia vào là phòng này là phòng giáo viên, không phải phòng, là phòng ăn của học sinh ấy. Học sinh kê hai hàng ghế như này, kê một hàng bàn ở đây. Cô giáo cho cơm ở đây để học sinh ăn ở tại đây. Đấy. Phòng ăn này khá rộng.
cái cửa sổ này lúc nãy mình cũng nói với anh em thợ rồi, để thế này không hợp lý mấy đâu. Chắc là mình không để đâu các bạn ạ, cứ làm theo thiết kế thôi. Vì để đây nó rất là rối các bạn ạ. Đây này, tự nhiên có một cái cửa sổ ở đây rồi, cái cửa chính đây rồi, mở ra thì nó rất là sáng rồi, rộng thanh thang rồi, sáng thanh thang rồi. Mà trong kia nó lại có một cái cửa sổ, à, cửa thông ra ngoài kia. Đấy. Nếu mà cái cửa sổ này mà nó nằm được ở vị trí đúng cái trụ cột này, này thì nó mới là đúng này, thì mới là đẹp. Nhưng mà bây giờ nó mới vướng cái trụ cột này rồi, làm lệch ra bên này thì xấu quá. Không được, không được, nhìn nó không hợp lý. Thôi cứ làm theo thiết kế thôi các bạn ạ. Thiết kế người ta làm mãi rồi, chắc là mình nghĩ là để mà tối thì mình nghĩ không thể tối được. Vì đây cửa sổ, cửa chính ở đây rồi, lấy sáng ngoài vào. Nếu mà thợ ngày mai bắt đầu lên đông nữa thì khoảng là chắc khoảng 20 ngày nữa là các cháu có lớp đến trường đấy. Hôm nay mùng, hôm nay 30 nhỉ, 30 hay 31 gì đấy. Thì chắc mùng ở đây là mùng, hình như là mùng 5 hay là mùng 6 mới bắt đầu khai giảng. Thì ngôi trường này sẽ nằm, cố gắng sẽ xong vào trong vòng tháng, cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 rồi đấy, thì các cháu sẽ được học các bạn nhé. Mùng 5, mùng 6 thì các em sẽ được học ở dưới gầm sàn nhà nhà Thành. Đấy, để nhờ ở đấy, 30 em, hơn 30 em ấy, học sinh ấy, nhờ gầm sàn nhà A Thành, nhà trường bản ấy. Đấy, sau khi mà làm xong thì bắt đầu mới chuyển các cháu lên đây, đồ đạc các thứ chuyển hết lên đây, bàn ghế các thứ nữa. Hôm nay là có ba anh em với một phụ. Tối nó không tăng thêm mày em nào à? Tối tăng à? Thôi, các bác làm sau nhá. Đi lên nhà chị Nu tí xem là nền nhà của chị mình đã thuê người làm các bạn ạ. Thuê 5 thanh niên làm. Tại vì là nhà chị anh em người nhà cũng không có. Ít, nhờ người ta bận nuôi dưỡng nương ruộng nên mà mình thuê công Nhật rồi. 200.000 một công. Đấy, 200.000 một công thì làm xong rồi. Hả? Sáng nay được bao nhiêu bao? Đấy thì sáng nay được có mấy tạ thôi. Đây, đây là đây bao bao. Sáng mai chở. Bảo người ta chở chở không mai có nay được có là về 11 23, sáng nay được 13 là... bao. 13 bao. Xong cái răng này về chưa chở. Sáng mai cho chở hết cái đống đi đi. Hết đống đấy vào đây. Sáng mai bà con mới chở đường, à làm đường các bạn ạ. Bây giờ thì xem bà con chở, sáng nay thấy bà có mấy hộ chở trước rồi thì mình sẽ xuống đây xem như nào. Xong là để lên nhà chị Nu, sáng mai tập trung và bắt đầu là chở làm đường. Hôm nay là bản bận, không bận thì cũng chở làm đường được rồi. Đây là cái đường xuống bản các bạn ạ. Đấy, trước máy xúc mở xuống đến dưới cái đây này, đoạn dưới này là hết này. Này thì chưa đổ bê tông thì nhìn nó khó này, thôi đổ bê tông vào thì nó rộng ra đấy. Nọ máy xúc mở đến đây. Bên kia toàn đá thôi, với lại qua đây cầu kiếc. À, sáng nay bà con bắt đầu chở rồi đây. Mình xuống đây để xem tận nơi xem như nào. Đấy. Đây chắc mới được có 2-3 hộ đúng không? Đây thấy 4 đống. 5 đống à. 5 đống chắc được khoảng 5 hộ thôi. Sáng mai tiếp tục chở. Cái này chở mất 2-3 hôm rồi các bạn. Dưới này nữa. À dưới này cũng à, chưa có. Dưới này chưa có. Đường này là tổng chiều dài của cái đoạn đường này là dài 400 mét các bạn ạ.
400m thì đổ được 50m rồi. Còn 350 thôi, vật liệu thì là đủ đấy. Vật liệu là đủ nhưng mà quan trọng bây giờ là bà con chở thôi, mình đã chở hết về đây rồi. Chở hết vào trong chỗ nhà A Chua này đủ rồi. Giờ chỉ phụ thuộc vào bà con chở từ nhà A Chua xuống đây thôi. À, sáng nay chở được nhiều phết đấy nhỉ. Không phải ở mỗi ngoài kia đâu. Đây một đống này. 6 này. Đây chắc là các hộ đang chở đây này. Chở vật liệu à? Không phải. Đây này 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11. Ôi nhà nào chắc ngã xe rơi cả xuống đây. Đây này. Các bạn nhìn này. Đây là trời nắng đấy nhá, mà cái đường này trời nắng đấy. Mà đi nó còn nốt này, khó, rất là khó khăn vất vả luôn. 12 đống. Đống đấy nữa. Nhá rồng. Ô, thì có lợn à? Sao có lợn ngon đi? Thế mình làm cúng hay làm cái gì mà mổ lợn to thế? À, va gỗ. Úi giời, lại còn có cả con gái xinh gái kia sắp lấy chồng quá. Đấy, bà con mổ lợn lợn bản đấy các bạn ạ. Lợn này ăn thì đúng rồi. Tuyệt vời. Nhớ rồng. Gai bua. Mổ lợn. Ây da. Mời họ mò, nó mò họ chớ à. Vâng, được rồi, cảm ơn nhé. Sáng nay có mấy hộ ấy, mấy hộ chở anh? Không để ý à, bắt đầu từ sáng nay bắt đầu chở à? Sao chiều nay không thấy ạ? Không thấy ai chở nhỉ? Chưa, đủ đi, chưa đủ được đâu. Sáng nay chắc mấy hộ chở được quá. Cảm ơn nhá. Ôi trâu. Nhưng mà tú phải mua chế thôi. Vâng. Đây là này, gỗ toàn gỗ đẹp, gỗ xến đấy nhá. Vâng, ở nhà. Đây là cái đường mét rưỡi này. Đường mét rưỡi dày 10 phân, đường này đi xe máy thì yên tâm các bạn. Ấy. Úi giời. Nhìn trò chơi của các cháu này. Úi giời. Uai, tốc độ cao. Úi giời. Này, à kìa. Úi giời ơi ơi. Úi. Đấy, trò chơi của các cháu ở vùng cao đấy. Mấy em nữa vào trường mầm non là cái đội này đấy các bạn. Mình mong sao là khi mà làm xong trường, cái khuôn viên nó rộng rãi tí thì có thể mua sắm cho các cháu mấy cái đồ vui chơi ấy, để cho các cháu có cái không gian để mà chơi các bạn ạ. Tường rào còn chưa có, đúng là quy trình nó xây trường nó phải có cả tường rào nữa, để các em đi chơi nó không trốn ra ngoài ấy, nguy hiểm ấy. Này nhìn này. Đấy, vui chưa? Đây là đường lên nhà của bà con các bạn ạ. Đường đấy là có tầm khoảng 60 phân thôi. Đây cái đường mét rưỡi này. Chờ đổ cách đây chắc khoảng 15 ngày rồi quá. Cái đợt đấy đổ mình cũng quay mà. Đấy, cảnh các cháu vùng cao đây này. Nhớ rồng. Đây. Đường bê tông nó ra tận đầu này. Đấy, đầu này đến đầu kia là có 50m. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi lên chỗ nhà chị Nu các bạn ạ. Ngày mai sẽ cho chở tiếp một ngày nữa. Ngày kia có thể là đổ bê tông. Mai cho đổ chở đường một ngày nữa các bạn ạ. Mất phanh, mất phanh.
Vẫn phanh đâm vào đá à? Đây hiện tại thì mình đã đến đường nhà chị Nu. Nhà chị Nu thì điện cho mình là vào làm nền nhà vào hôm, không nhầm là hôm 13, hôm đấy mình đang ở quê, 13 âm lịch ấy. Mình đang ở quê, về quê để ăn rằm ấy. Thì vào ngày 13 thì mình đã điện chị Nu bảo em không ở đấy nhưng mà bảo anh em người ta làm là làm nền là thuê hộ cho 5 người. Đấy, làm phủ ra hết nền bên ngoài và làm cả nền bếp sạch sẽ, và chị phải bảo người nhà đi mua cái ống nước để mà cắt để làm vào cái máng cái máng gì ấy nhỉ? Cái máng nước chảy ấy. Đấy, để đảm bảo đun nấu ở ngoài cái bếp kia mới được. Đây mình vào đến nhà chị rồi đây các bạn này. Ấy giờ phơi ngô phơi nghiếc. Ô, mẹ đâu rồi cháu? Hả? Cún. Mẹ đâu? À, đang làm gì đây? Xong hết rồi à? Cái tiếc nước này chị để kiểu này nguy hiểm lắm chị ơi. Sao hôm nọ không bảo nó làm cho mấy cái đế? Cái này chị phải đào, cái tiếc này chị phải đào lên trên kia. Làm cho mà mặt bằng ở chỗ nào thật đất cứng. Xong rồi lấy bê tông này đi đổ dày khoảng 10 phân. Tạm. Vâng, cái này tạm nhá. Tạm nhá, nó ngấm nước. Nhưng mà tạm mà cho nước vào nhiều nó ngấm nước, nó lún phát, cái này đổ vỡ luôn. Cái này nó rất là mỏng, nó không phải là dày đâu nhá. Làm lên đây này. Mình rửa, à bếp bên kia thì làm bên kia. Ờ thế làm bên kia. Ừ, đâu? Đúng rồi, đổ bê tông. À đây à. Ủa vẫn còn thừa nhiều vừa ấy. Hôm nọ em tính là xi măng chắc chắn là thừa rồi. Nhưng mà cát thừa nhiều này cơ. Cát thừa mấy mấy ấy. Này chắc thừa phải đến 2 khối đấy. Nó làm mỏng lắm quá. Có mỏng không? Mấy phân? Mỏng quá. Cái này không không mỏng đâu, tầm này thôi, 4 đến 5 phân thôi. À. Phơi ngô à? Chị đang phơi ngô à? Đây nó không bằng thì chỗ nào thì dày. Đúng rồi, có chỗ chỗ thì dày, có chỗ thì mỏng. Cái này mỏng nhưng mà đất nó là không bằng. Ừ. 5 người làm à? 6 người. 6 người cả mình à? À 6 người thuê 6 người luôn à? Hôm đấy là chị cũng đưa con đi khám rồi thì họ làm. Ừ. Cái này sao đang thẳng tắp đến đây sao tự nhiên chỗ này lại cua cua vào đây? Nhưng mà đất mượn à? Chắc sợ đất mượn quá à? Đất mượn nó. Sao không kéo cái cước ấy, kéo cái phải lăng băng băng cái này nó lăn lại xuống như thế này rồi thì mới mỏng. Không à. Như bên kia ấy. Ừ xuống là đúng rồi. Ừ. Bên kia thì bằng bằng thì cũng bằng. Không, ý không phải là vuốt xuống mà là đang bảo là cái kia nó đang hè, nó đang thẳng ấy. Đúng ra nó phải từ đoạn này nó phải ra đây. Ra đây. Ừ. Nó thì đang đào cái này cho hạ xuống quá à? Ừ, hạ xuống thì mưa nó. Mưa thì không vào nhà ấy. Ừ, đúng rồi. Đào hạ xuống hết đi. Hai mẹ con tranh thủ làm đi. Đâu, xem vào nhà cái này, đi đường kia. Cái sợi thỏa thì con trai về, con trai làm một cái nhà vệ sinh. À, con trai về để con trai làm nhà vệ sinh cái gì? Cũng được, nó làm được thì ok, để đây luôn. Nếu mà không làm được thì em chuyển đi cho nhà trường người ta làm xi măng đấy. Xi măng hôm nọ em tính là tính hơi dư ra một tí. Em bảo nghĩ là chắc là làm cái bếp kia là vẫn dư ra một tí để làm sân, làm xiếc gì đấy. Đây hiện tại chị là lắp được cái nền, à cái giường ở phía bên này. Nhưng đấy. Chị cũng chẳng biết là vặn á? Cái lấy cái ốc về đây bảo thằng em, bảo thằng em nó làm cho, chị làm sao biết làm được. Cái này nó có ốc vặn, nó không. Cái tủ này thì kê vào đâu, vào đây đi. Nhưng mà để kê vào đây. Để cái để xem nếu nào cái giường
như thế nào thì mới để. À. Cái tủ để xế vào. Cái giường thì mình để chiều này quá. Để đầu vào đây, chân ra kia quá. Đấy mới mở cửa vào được chứ. Đúng không? Không được để đầu giường ra cửa sổ. Chị là muốn để giường trong kia? Không phải. Tháo hai cái này ra thì mình đi vào luôn thì chị một cái cửa bên kia ra ngoài, cái này thì không mở nó. À, tức là mình thông thông từ nhà xuống bếp luôn á? Ừ. Thế cũng thì mới dễ. Thế cũng được. Ừ. Tức là thông kiểu đầu tiên mình làm vâng. Không làm bếp vì sau mình phát sinh mới làm thì đúng là đúng là thường là nó thông luôn xuống bếp. Đây này mở ở đây hai miếng cái nha. Cái này thì đi vào luôn thì nó cũng đỡ mở cửa. Cái này mở cái kia. Đúng rồi. Bảo thằng em ấy nó bỏ đi hai tấm này. Hai tấm này là thêm nào. 20, 40, 60, 70. Hai tấm này là vừa đấy. Ở đây thì cũng phải rộng một tí thì lúc nào ăn uống cái gì ở đây thì 3 tấm được, 3 tấm. Ở đông ngoài thì mình bê được cái mâm vào đây. Ừ, ok. Quá chắc thế. Đó là sáng tí nè, đấy. Ok các bạn ạ, phía trong nhà lùi ra xa một chút cho các bạn nhìn cái trong nhà của chị là hiện tại là cái nền đã rất là sạch sẽ các bạn nhé. Nền sạch sẽ, thoáng mát. Đấy, nhà mở hết cửa ra cho các bạn nhìn sáng chưa? Sáng trưng. Nền này thì anh em ở trong bản cán thì nói chung là ok, không đến mức phải chê quá. Thế này là ok rồi, nếu mà so với cái nhà ở vùng cao này, láng mà cái nền như này nó tương đối rồi. Thế là ổn. Cái này mà có gạch ấy chị ạ, nếu mà còn xi còn cát này bảo thằng con trai nó lúc nào nó về. Nó lấy cái gạch ba vanh ở dưới kia nó trở lên mua lại của nhà trường nữa mà ít. Xây bo cái này vào này. Nó đỡ bị mục cái gỗ. Hoặc là bảo nó tốt nhất. Lấy cái này xây. Nếu mà có thì lấy cái đấy thì nó. Đấy bây giờ lấy thì phải trả tiền lại cho bên nhà trường. Hiểu không? Nó tránh được cái gỗ này nó bị mục này các bạn này. Cái gỗ này thì làm chỉ mang tính chất là chống gà vào nhà thôi, nhưng mà nó nếu về lâu về dài nó mục, nó không mục ngay được, nhưng mà nó khoảng độ 5 7 năm đến 10 năm thì chắc là nó những cái này nó không ổn. Còn cái này thì không việc gì nhá, cột thì không việc gì, với xà không việc gì. Chỉ là cái hàng gỗ ở dưới này thôi. Phía bên ngoài này cho các bạn xem, đây là đường hiên đi lại. Cái này thì chị dỗi hoặc là con về hoặc là cả con gái kia là mà dỗi thì phải kè lên nhé. Kè một hàng đá ốp vào đây để cho nó giữ cái này không mưa nó chảy là cái này nó bị vỡ. Là... Đấy. Đây là hiên bếp. Đây. Cách anh em làm cũng chu đáo hết, cũng rộng ra bên ngoài so với cái mặt nền nhà khoảng 5-60 phân. Cái gì ạ? Bể nước á? À? Bồn nước á? À? Đúng rồi. Đây. Đúng rồi. Đào đây. Nhưng mà ở đây thì mới lấy một cái bồi kéo ở đây. Ừ. Vào đây, dựng ở đây. Ok. Đấy, đào ở đây nhá, gọn gàng sạch sẽ xong là đồ đạc. Đây đằng sau nhà đấy các bạn này. Đằng sau nhà cái dày phết đấy, nhờ là có chỗ hàng mười mấy phân đấy chứ không phải là 4-5 phân đâu. Dày phết đấy. Cái đồ đạc tất cả mọi thứ xung quanh nhà với lại trong nhà thì dọn dẹp cho nó sạch sẽ vào. Cái đất thì không bằng ấy. Ờ có chỗ thì dày, có chỗ thì mỏng đúng không? Bên này cũng cao thì họ có một đào một đào một lượt đi à? Một lượt đi rồi. Nếu mà không đào thì từ bên này thì cái hộ này là nó mất hết. Đây bình thường đây chỗ này là chỗ bình thường này, chỗ này khoảng 5 phân. Nếu mà lắng nền nhà như thế này là đi có mà
yên tâm thoải mái. Hết đời nhà chị cái nền chưa hỏng. Bê tông này không bao giờ vỡ được. Nếu mà đất tốt thì không bao giờ vỡ được. Sợ đất mượn nó lún thôi chứ còn. Mát mẻ lắm các bạn ạ. Mát mẻ. Ừ, nào, hai chị em kê cái này vào cho nó gọn gàng tí. Tức là toàn người nhà làm, người quen. Nặng thế, cho cái gì vào trong này rồi? Cho quần áo rồi. Có cái gì để quần áo để hết ở trong rồi. À, quần áo à. Cái kia thì có chưa già, lúc nào già thì để hết. Đó, để móc nhá. Cái quần áo nó đẹp thì mình móc lên. Dạ. Cái nào mà không đẹp thì mình xếp gọn nó vào. Dạ. Đấy, tôi để dịch vào đây một tí nữa. Thế rồi. Vào tí nữa. Rồi, thế thôi, sát quá nó cũng ấy. Đấy, bắn này. Ngày thì xoay gương ở đây thì xinh gái lắm gì nữa. con trai về thì con trai thí. Suốt ngày xoay gương à? Phải không? Đấy. Xem cái bếp của chị cái nào. Đây. Phần bếp này bây giờ là chị chuyển ra đây để đun nấu ở đây rồi các bạn. Đấy, đun nấu ở đây rồi thì bây giờ thế này. Cái nồi niêu xoong chảo này thì chị đóng lấy một cái không nạp kỳ thì lấy tháo ván này thì lấy hai cái ván nó làm một làm dài ra đây ba cái hai cái ở trên này thì để hai ba tầng đấy để tầng dưới nhất để nồi trên để bát đũa nó gọn gàng vào không ăn ở nó sạch sẽ vào. Cái này là đi mua chưa, hôm nay đi mua cái ống chưa? Đi rồi. Mua chưa? Đi mua được nhưng mà chị không chở được, chở em trai đi chợ nhưng mà bao nhiêu tiền đi làm thế 400. 400.000 cái ống này cơ. Đấy là bảo em trai nó lắp phát vào thế là đun nấu thoải mái. Chẳng biết là đun khói nó có vào nhà không? Khói. Ừ. Không. À. Ở đây thì có cái này. Khói. Đi theo nóc. Sang bên này khói không vào đâu. Ừ, thế là ok đấy các bạn. Đấy. May là anh em thợ người ta cũng tư vấn tốt cho mình đấy. Bảo là làm cái nóc lên đây thì nó không khói, nó không vào nhà thì đây. Hiện tại bây giờ đun là nó không thể khói nó không thể chui xuống nó luồn vào đây được mà nó lên phát là nó đi sang hai bên. Trên này thì nó lên theo cái nóc này. Bên này thì nó không ra đúng không? Ừ. Ngon nghẻ rồi. Cái nền nhà của chị là hiện tại là ngon nghẻ nhá. Sạch sẽ. Cái giường này thì chưa vặn được ốc thì hôm nào vặn bảo thằng em nó vặn rồi lắp nốt cả cái này nữa. Thì là hoàn chỉnh. Lên nhà mới. Hôm nào tổng kết nhờ xong nền rồi thì xem là bố trí mùng mấy tổng kết được nhờ. Mùng 2 đi nhỉ. Thằng con nó có về mùng 2 tháng 9 không? Tổng kết cảm ơn anh em thợ, anh em đến giúp rồi là mọi người thợ thuyền người ta làm về nữa là mình tổng kết thôi, lên nhà mới thôi. Ừ. Bàn giao công trình còn thừa còn thiếu như nào thì giao tiền. Ví dụ còn thừa tiền một chút thì giao tiền cho chị mà để mà trang trải cuộc sống. Ừ. Bố trí vào ngày hôm nào? Có về hay không về? Ừ, thống nhất đi nhá. Từ ngày mùng tầm ngày từ ngày mùng 5 đổ lại thôi. Tức là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 chị chọn một ngày nào xong là để làm tổng kết đi. Tổng kết thì chắc là bàn giao công trình. Ừ, ngày nào cũng được, tùy nhà chị không làm bàn thờ đâu đúng không? Theo lý người Mông là phụ nữ là không được thờ đó các bạn ạ. Nếu mà tổng kết thì không cần đâu, nhưng mà lúc lồng nhà này thì cần đấy. À. Ừ. Cái này thì phải xem đấy. Ừ. Thế cái hôm vào nhà mới bảo thầy nó làm lý nó đưa ma nhà vào nhà luôn. Có mình có thờ ma nhà không? Có làm ba cái lông gà ở đây không? Có thắp hương ở đây không? À. Có miếng giấy ở đây này. Ê, cái đấy nếu mà mình muốn làm thì mình nhờ chú làm cho. Thế à? Nhưng mà không muốn làm thì thôi. Cái đấy tùy gia đình chị thôi mà.
Đây phía bên sân này thì có những cái chỗ nó rất dày các bạn ạ, đến phải đến hàng 10 phân. Đây này. Chỗ này phải đến 10 phân, nhưng mà nó tùy từng địa hình, từng chỗ kia phải hơn 10 phân. Giờ hai mẹ con thì chị Nu đang tiếp tục san cái phần hiên nhà này xuống thấp để cho cái giọt ranh này nó chảy xuống đây, nước nó không vào hiên này các bạn ạ. Ấy da. Cho bé kia ngồi kia. Cho lấy thì nó cái đi cái nọ cái kia. Nó đi cái nọ cái kia. Chị Nu ơi, cái phía bên này mình phải hạ thấp hơn bên trong là một tí thì nó nước nó mới chảy ra. Bây giờ hạ trước cái này đi. Đúng là mẹ đơn thân có khác. Công việc thì rất là vất vả. Có mỗi hai mẹ con mà mấy hôm nữa cái đứa này nó đi học cả tuần cơ. Đứa con gái của chị này này. Đứa em mày đi học thì học cả tuần. Chỉ còn lại có hai mẹ con. Chị chỉ có trông con thôi, chả làm được cái gì đâu. Chỉ có trông con à? Có nhà mình có trâu bò hay có cái gì không? Không. Không có cái gì? Có mỗi mảnh nương ở bên kia. Chưa thì mình bày tiền mua được hai con bò mà bị lũ chết rồi. bị gì? Nó đi ăn rau thì nó lại lũ xuống nó nó bị rơi theo vách đá. Không phải là đổ đâu, không có phải cây đâu mà đổ. Đây này, nhà chị không mỗi một cái mảnh nương. Mảnh nương này để trang trải cuộc sống. À cái nương, khoai nương kia nó nhổ được chưa? Chưa nhổ được quá. Khoai kìa. Mùa này là bắt đầu là mùa khoai nương. Không, củ khoai ấy. Chưa đúng không? Phải tháng 11 nhỉ? Đấy, một mảnh khoai nương mày bé với lại một mảnh lúa nương kìa. Đấy, có hai mảnh như thôi. Biết là ăn cái kiểu gì. Cái mùa này là mùa trên Tây Bắc ấy. Thì mùa này có chuẩn bị là có. À mùa này đang mùa táo mèo nhá. Bắt đầu vào mùa táo mèo. Hôm nào mà thu hoạch táo mèo mình sẽ quay cho các bạn những cái rừng táo mèo Bạt Ngàn và đi thu hoạch cùng bà con người Mông. Xong mình sẽ nhập những sản phẩm táo mèo của người Mông bán luôn tươi. Hiện tại thì trên kênh đang có sản phẩm là táo mèo khô. Đấy, nhưng mà mấy hôm nữa chắc mình bán luôn cả quả tươi luôn. Cho các bác về các bác thưởng thức luôn, tươi sống luôn. Ship nhanh ấy, chuyển phát nhanh mà mình nghĩ là ok đấy. Chuyển nhanh thì ok đấy. Sản phẩm ấy thì độc đắc. Ngày xưa chỉ có ở trên Trạm Tấu với Mù Cang Chải. Đấy, táo mèo người Mông người ta hay gọi là quả sơn cha ấy. Nhưng mà bây giờ ở các tỉnh khác người ta cũng trồng được, ví dụ như là tỉnh Sơn La này, tỉnh Lào Cai này, tỉnh Lai Châu. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là Yên Bái và ngon nhất vẫn là Yên Bái các bạn nhé. Ngon nhất vẫn là Mù Cang Chải và Trạm Tấu, táo mèo Đồi Thông. Hai cái địa phương đấy là táo mèo rất là ngon. Ngâm rượu cũng ngon. Đấy, bây giờ thì xong nhà, xong cửa rồi. Nên xong rồi thì cảm giác thế nào? Có nhà mới rồi thì thế nào? Vui không? Vui. Vui à? Không có em thì chị không bao giờ làm được cái nhà. Vâng. Cũng may có các nhà hảo tâm giúp đỡ đến mẹ con chị. Thì bây giờ thì cuộc sống của chị thì phần nào đỡ được cái vất vả. Nói chung là trong cái cuộc sống nó có những cái bước ngoặt thì đây có lẽ là một cái bước ngoặt tuyệt vời nhất của chị. Tại vì chị, cái số của chị rất là long đong lận đận các bạn ạ. Lấy chồng được hai đứa con cả này thì đứa con lớn thì chồng bỏ chia tay hay là mất ấy, chết ấy. Bỏ chia tay. Đấy. Chia tay xong bắt đầu là về thì cuộc sống khó khăn, nó đi làm nương làm đồi thì đốt nương thì chẳng may nó lại cháy lên rừng già. Lại đi tù mất 2 hay là 3 năm vì cái án là đốt rừng, 2 năm rưỡi. Về thì có mỗi cái nền nhà thì người ta lại làm đường lại qua nền nhà đi, về lại chả có nền nhà nữa.
đất không có, xong đầu đi làm thuê. Làm thuê thì lúc ở đây, lúc ở đó, nay đây mai nó sang tận bên cửa khẩu, sang người Mông thôi, không phải là sang bên chính bên Trung Quốc đấy, sang bên ngay giáp biên mình thôi. Thì lại có em bé, có em bé này ở bên đấy. Đấy, xong về thì Trung Quốc lại không cho sang nữa. Đấy, sau cái đợt Covid ấy là không cho bên đấy sinh sống nữa thì lại phải về đây. Nói chung là nhà chị gần như là không nơi nương tựa luôn. Mẹ đơn thân không nơi nương tựa. Thật sự rất là khó khăn, cũng may ở cái thời điểm bây giờ thì nhà cửa xong, nền xong. Thì bây giờ chị ổn định cuộc sống hơn. Mưa gió là yên tâm. Không yên giấc nha, ngủ không ngon giấc. Chết thì chị với bạn đi tù về, nhà nó thì dễ hết. Em trai có đi học, có hai bố mẹ già già. Tức là chị đi làm thuê thì không đi được lâu lâu đâu, chị đi được một tháng thì chị đi tí lại về phải chăm sóc gia đình à? Tiền thì chị có là đi mùa nọ mùa kia mua về chưa ăn cho nhà là hết, không làm được. Không có khả năng làm được một cái nhà thì không có khả năng đấy. Các bạn này nhìn, chuyển đổi từ một cái nhà, từ một cái này gọi là cái lều chứ gọi gì cái nhà. Mình cũng làm nhiều chương trình lắm rồi nhưng cũng chưa thấy một cái ngôi nhà nào hoàn cảnh như cái nhà của chị. Nếu mà hai vợ chồng thì mình không nói, nhưng mà đây một mình ấy, kiểu cái cảnh mà người phụ nữ mà phải đảm đang lo ba đứa con ăn học, quá là khó khăn vất vả. Nếu mà có ruộng thì không nói, đây chả thấy có ruộng gì, có mỗi mảnh nương, quá khó khăn. Ok, hai mẹ con tiếp tục hoàn thiện cái phần hè này nhé. A Tú mổ chế đấy, chiều nay có việc một chút ở gia đình, sáng mai lên làm đường cùng với bà con. Sáng mai đổ bê chở, xong là chiều chắc là đổ bê tông đường. Chiều mai đổ. Chiều mai đổ bê tông đường. Sáng mai chở, chiều mai đổ. Đấy. Xem ngày thì bố trí 1-2-3 ngày nữa thì hôm nào rỗi rỗi thì triển khai là tổng kết nhá, tổng kết công trình đi. Ôi, hai mẹ con làm nhá. Ok, các bạn ơi, hôm nay thì mình đã cập nhật tình hình cho tất cả các bạn cùng biết, là tin rất là vui là gia đình nhà chị Nu xong nền nhà sạch đẹp và trường mầm non Bảng Hang Nay đã xây lên tường cao. Còn phần đường thì bà con đã chở vật liệu, những cái chuyến vật liệu đầu tiên cũng được khá khá rồi, ngày mai tiếp tục chở một ngày nữa và đổ bê tông các bạn nhé. Ok, có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những ngày sớm nhất tổng kết lên nhà mới cho nhà gia đình chị Nu các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Ngủ trễ đây. Về nhá. Vâng.